Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách và bài tập của môn toán lớp 4 Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4 Bài 50 Tính chất giao hoán của phép nhân Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 Viết số thích hợp và ô trống Câu A e, 125 nhân với 6 Bằng ô trống nhân với 125 Thì chúng ta biết khi chúng ta thay đổi vị trí của hai thừa số cho nhau thì tích sẽ không thay đổi. Cụ thể ở đây, 125 và 6, các em thay đổi vị trí của hai số này cho nhau thì 125 nhân 6 sẽ có cùng kết quả với phép nhân là 6 nhân với 125. Thì đây người ta gọi là tính chất giao hoán của phép nhân, tức là a nhân với b sẽ có cùng kết quả với phép nhân B nhân e Khi thay đổi vị trí của các thừa số thì tích không thay đổi. Ở đây, câu A chúng ta có 125 nhân 6 bằng ô trống nhân với 125. Tức là thừa số 125 bây giờ đã được thay đổi sang vị trí thứ hai. Như vậy vị trí thứ nhất là ô trống ô trống là bao nhiêu Vị trí thứ nhất sẽ là vị trí của số 6 Do đó chúng ta sẽ điền số 6 vào ô trống 125 x 6 thì sẽ bằng 6 x 125 Tức là 125 và 6 các em thay đổi vị trí của hai thừa số này cho nhau A x B bằng B x A Tiếp theo các em sang câu B 364 x 9 thì sẽ bằng 9 x 364 Ở đây người ta viết là bằng ô trống nhân với 364 Ở đây có 364 rồi thì ô trống sẽ là 9 Tiếp tục các em sang câu C 34 nhân với mở ngoặc 4 cộng 5 đóng ngoặc Ở đây 4 cộng 5 các em có thể tính luôn 4 cộng 5 bằng 9 Như vậy 34 nhân 9 thì sẽ bằng 9 nhân với 34 ở đây người ta viết là 9 nhân ô trống như vậy ô trống sẽ là là 34 tiếp tục các em sang câu D mở ngoặc 12 trừ 5 đóng ngoặc nhân 8 12 trừ 5 các em tính luôn bằng 7 như vậy 7 nhân 8 thì sẽ bằng 8 nhân 7 ở đây người ta viết là ô trống nhân với 7 do đó ô trống phải là 8 Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính theo mẫu Ở đây chúng ta có mẫu như sau 5 nhân với 4123 Thì sẽ bằng 4123 nhân với 5 Và người ta tính luôn ra kết quả bằng 20.615 Tức là 5 nhân với 4123 Và 4123 nhân 5 đều có kết quả bằng 20.615 thì theo mẫu Người ta yêu cầu các em làm câu E 6 nhân với 125 Bằng Ở đây 6 nhân 125 Thì sẽ bằng 125 nhân 6 Tức là các em thay đổi vị trí Của hai thừa số cho nhau 6 nhân 125 Bằng 125 nhân 6 Và Có kết quả là bằng 750 Tức là 6 nhân 125 Và 125 nhân 6 Đều có kết quả bằng 750

Tiếp tục em sang bài tập số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở đây chúng ta có một hình chữ nhật được chia làm 4 phần. 4 phần này không bằng nhau. Và người ta hỏi chúng ta là trong hình bên có A là 5 hình chữ nhật, B là 6 hình chữ nhật, C là 7 hình chữ nhật D là 9 hình chữ nhật Trong 4 đáp án A, B, C, D Đáp án nào là đáp án đúng Thì các em sẽ khoanh tròn vào đáp án đó Thì ở đây muốn biết trong hình bên Có bao nhiêu hình chữ nhật Thì các em sẽ tính Các em sẽ quan sát hình và tính xem Có bao nhiêu hình chữ nhật Thì chúng ta quan sát hình Hình chữ nhật đầu tiên Đó chính là hình lớn Hình chữ nhật lớn hình chữ nhật lớn tức là hình chữ nhật có đường viền màu đỏ hình chữ nhật đầu tiên hình chữ nhật thứ hai hình chữ nhật thứ hai tiếp tục chúng ta có hình chữ nhật thứ ba hình chữ nhật thứ tư hình chữ nhật thứ năm như vậy là từ đầu đến giờ chúng ta đã tính được là có 5 hình chữ nhật Như vậy còn hình chữ nhật nào nữa không? Chúng ta tiếp tục quan sát Chúng ta có hình chữ nhật thứ 6 Hình chữ nhật thứ 6 Hình chữ nhật thứ 7 Hình chữ nhật thứ 8 Và hình chữ nhật thứ 9 Như vậy trong hình bên Chúng ta tính được tất cả là có 9 hình chữ nhật Do đó các em sẽ khoanh tròn vào đáp án D, đặt trước chữ 9 hình chữ nhật. Thì như vậy các em vừa làm xong bài tập số 3. Tiếp theo, các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Với ba họ là họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê và bốn tên là Hà, Nam, Bắc, Trung có thể ghép thành bao nhiêu họ tên khác nhau ở đây chúng ta có ba họ là họ nguyễn họ trần họ lê cùng với bốn tên là hà nam bắc trung ở đây chúng ta sẽ có một nhận xét như sau đầu tiên với họ nguyễn thì các em sẽ ghép được các họ tên khác nhau như sau thứ nhất là nguyễn hà hai là nguyễn nam 3 là Nguyễn Bắc và 4 là Nguyễn Trung. Như vậy một họ thì các em có thể ghép được 4 họ tên khác nhau. Do đó ở đây chúng ta có 3 họ thì chúng ta có thể ghép được là 4 nhân với 3 và bằng 12 họ tên khác nhau. Do đó chúng ta sẽ giải như sau. Với họ Nguyễn, ta ta có thể ghép được là Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc và Nguyễn Trung. Như vậy, một họ có thể ghép được 4 họ tên khác nhau. Do đó ba họ có thể ghép được 3 nhân với 4 bằng 12 họ tên khác nhau. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhớ nhấn vào biểu tượng hình ghi chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.